xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn chị bông của tác giả Bùi Hoa Nam qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. người đàn bà còn xuân sắc mặc chiếc áo của quả tim cắt khéo bó sát những đường cong như nét vẽ lên nước da trắng ngần trên gương mặt thanh tú đôi mắt đen sâu càng làm cho chị toát lên vẻ đẹp đầy nữ tính dịu dàng lịch lãm thật khó có thể tưởng tượng được người đàn bà đẹp này đã phải trải qua những năm tháng dập vùi tàn nhẫn kiếp nạn đau đớn đến phũ phàng đầy máu và nước mắt đổ ập xuống đầu ngay từ khi mới 18 tuổi. Gặp lại bông tôi vui lắm, là bạn với nhau từ thuở thiếu thời, lại nghe được nhiều chuyện đau buồn, rồi thành đạt. Cứ ngỡ, bông đã phải gục ngã, chiều theo số phận. Nhưng may thay, bông đã vươn lên, làm cho đời mình tươi trẻ trở lại. Sau một lúc, ôn lại những kỷ niệm ở quê nhà, Tôi hỏi bông Nghe nói chị làm ăn khá lắm Phải không Thì cũng vậy vậy thôi Chứ có gì đâu Nói thật chứ kiếm được một đồng Ở cái thời gạo châu khủi quế này Cũng gian nàn lắm anh ạ à. Đã đành Nhưng giờ chị có cả một công ty to đùng Thì việc làm ăn chắc cũng không đến nỗi nào Có công ty để làm ăn Nhưng lời lãi thì lại là chuyện nát óc anh ạ à chỉ riêng đầu năm nay, em cho xuất sang Vân Nam 400 tấn hàng đông lạnh mà chỉ thua về một cái lãi còm. May mà chưa lỗ. Các nhà buôn bên ấy họ khôn ngoan lắm. Em đã buôn bán với họ nhiều năm, em biết. Nói chuyện kinh doanh tôi như vịt nghe sớm ấy. Giờ chị kể tôi nghe về những năm tháng lận đận của chị đi. Bông nhìn tôi mắt chớp chớp rồi chậm rãi kể về cuộc đời mình vâng nếu chỉ là lận đận thì em chịu được cũng như bao người đàn bà khác khổ nhiều chứ thực sự sung sướng thì có mấy đâu năm cuối cùng của thời phổ thông em thi trượt đại học đang lúc buồn chán thì bà cô từ hà nội về quê rồi rủ em lên thành phố xem có việc gì đó để đi làm ở nhà cô chơi mãi rồi cũng thấy bất tiện. Mà đi xin việc thì lấy đâu ra tiền để đút lót cho được việc làm. Trong những ngày lang thang đó, em đã gặp Thanh, rồi yêu Thanh say đắm. Lúc đó em nghĩ mình đã gặp may, đúng là hạt mưa rơi vào vườn đào. Vườn đào đầy những sắc hoa tươi giói, choáng ngợp những khát khao mơ mộng đến hoang tưởng của đứa con gái mới chập chững bước vào đời. Em vui lắm, có lúc đã tự nhủ. Ở thì không được vào đại học nhưng lấy được người chồng tử tế, lại ở ngay giữa lòng thủ đô thì còn gì bằng. Đàn bà ai chả phải làm vợ, mà làm vợ có chồng là cán bộ thì còn gì phải lo. Thành đưa em về nhà anh ấy vài lần. Nhà to, sầu, lại ở giữa một phố lớn gần bờ hồ, mọi thứ trong nhà đều sang trọng đầy đủ. Cái gì cũng bóng loáng, tỏ rõ quyền lực, giống như pháp đình vậy. Chị người hầu to béo, luôn cầm trên tay cái phất trần, đưa nhẹ nhẹ lên những đồ vật em ngồi gần, ý như muốn xua đuổi. Anh Thanh không nói, nhưng em nhìn qua những huân huy chương để trịnh trọng ở các khai nhung đỏ trong phòng khách. Em biết mình đã yêu con trai ông bộ trưởng. Thú thực lúc đó em cũng sợ sợ, nhưng em chả thể nào rất anh thanh ra được. Chỉ có điều mẹ anh thì nhìn em với vẻ lạnh nhạt, bà nói. Cháu là bạn Thanh à? Cháu học đại học gì? Sắp ra trường. Lại đang tìm việc hả? Thưa bác, cháu ở quê ra, chưa có việc gì làm ạ. À? con gái hơ hớ ra thế mà ở đất Hà Thành này mà không có việc làm là phức tạp lắm đấy. Em như chết điếng. Thanh cảm thông rồi đưa em về nhà trong nỗi ê chề tuổi phận. Cả buổi tối ấy anh động viên an ủi nào là ban đầu bà mẹ chồng nào trả ra oai với con dâu tương lai như vậy. Nào là chúng mình yêu nhau phải dũng cảm vượt qua mọi giao càn. Em đẹp như vậy, mẹ càng phải săn đe, kẻo sau này nhỡ mất con dâu của mẹ thì sao? Phải có sóng gió lúc đầu thì hạnh phúc mới thi vị chứ? Vân vân và vân vân. Mọi giải thích nghe có lý, đầy thuyết phục, cộng với tình yêu cháy bỏng như mật xót vào tai, làm cho giận hờn tan biến, đã cuốn em, dính chặt vào vòng tay thanh như một thứ keo định mệnh. Hôm đó, gia đình bà cô em có việc phải về quê. Nhà chỉ có hai đứa bọn em, Thanh xin ngủ lại. Trong phút nông nổi nhưng thật lòng, em đã dâng hiến cho Thanh tất cả sự trinh trắng của người con gái 18. Trong cơn khát, anh đã vồ lấy uống cạn và kèm theo những lời hứa lấp biển rời non. Mãi sau này em mới biết cái sự ma quái dạn dĩ đầy cảm bẫy của người con trai 30 tuổi này thì mọi việc đã quá muộn. Kể từ hôm đó, anh dính chặt với em, đi đâu anh cũng cho em đi theo. Khi anh được làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu Lâm Hà, anh xin cho em vào làm hành chính ở một công ty thành viên của anh. Đến khi biết mình có thai, em yêu cầu anh cưới thì anh lạnh lùng nói. Đang làm ăn, lại cưới với treo gì? Cô không thấy tôi bù đầu đấy sao? Thế làm ăn thì không cần con chắc. Hay anh muốn em là đứa chữa hoang à? Vẫn biết thế, nhưng cứ từ từ. Cái thai đã ở tháng thứ ba. Biết anh không muốn cưới, em đánh liều đính gặp mẹ anh ta. Hy vọng vì danh giá và sọt máu của nòi giống bà sẽ chấp nhận kết hôn cho bọn em. Khi nghe em trình bày hoàn cảnh, bà nhảy cẫng lên nói, Ngu thì chịu, mày không biết thằng Thanh nhà này đã có vợ rồi sao? Vợ nó tên là Ngọc Huyền, con một ông thứ trưởng đấy, nó đang làm cao học ở bên Đức, con gái nó cũng cho sang học bên đó. Thằng Thanh với mày chỉ là chỗ chơi mời cưa kéo, cưới với treo gì chuyện bờ bụi ở đất Hà Thành này, có mà cả đống. Ở đây, chứ có phải ở quê đâu mà cứ chửa là vác bụng đến ăn vạ. Thật trơ trẽn con nhà vô giáo dục, không biết ngượng là gì. Em nghe bà nói, mà như trời sập, mồ hôi ướt đầm, uống nước mắt đau đớn, chạy ra khỏi căn nhà quyền lực ma quái đó. Tối hôm đó, Thanh về chỗ em khi làm việc ở đây, họ bố trí cho em một phòng nhỏ để ở. Chắc là Thanh muốn lấy chỗ đi lại, nên yêu cầu như vậy. Thanh nồng nặc mùi rượu khi bước vào phòng, giọng cống gắt như muốn nuốt sống em. Em đã gặp mẹ tôi và biết tất cả. Giờ ừ. em định thế nào? Còn thế nào nữa? Tôi biết chắc là tôi đã bị lừa vì đã uống quá nhiều những lời đường mật, trong đó đầy thuốc độc mà tôi không biết. Thôi, không đánh nghiến nữa. Mẹ anh và cả bố nữa đã thống nhất là em phải phá cái thai đó đi, không được để ảnh hưởng tới anh. Và còn uy tín của bố, uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao, không phải chuyện chơi đâu. Anh và bố anh không phải lo, con tôi thì tôi đẻ tôi nuôi mẹ con tôi không cần cái uy tín giả dối thối tha của kẻ đều già nào cả ngồi im một lúc rồi thanh tức giận bỏ về cả đêm ấy và những ngày sau em sống trong chơi vơi buồn tuổi lo cho mình thì ít lo cho số phận đứa con sau này thì nhiều một tuần sau em gái của thanh đến chỗ em ở giữa buổi trưa Cô ta tự giới thiệu tên là Hải, em út của Thanh. Thú thật em cũng chả quan tâm, vì nếu là em gái của Thanh thì em biết chị ta sẽ nói gì rồi. Chị Bông này, cả nhà tôi đã nhất trí để chị bỏ cái thai. Tôi đã liên hệ với bệnh viện, sáng mai chị đi giải quyết cho xong. Không phải xin phép cơ quan, tôi đã nói với họ để chị nghỉ 10 ngày rồi còn nếu chị không nghe tôi thì đừng trách bọn đầu gống nó không biết lễ nghĩa là gì đâu ở phố nó thế không thể đùa được tôi không thể làm điều thất đức ấy chị về nói lại với mọi người như vậy chị phải làm uy tín của bố tôi gia đình tôi không thể bỗng chốc bị một đứa con gái nhà quê bờ bụi bôi bẩn chị hiểu cho nói xong hải đặt lên giường một túi bông băng rồi về biết không thể nấn ná được đêm đó em đã trốn về nhà ông chú em ở hồng quảng ở nhờ nhà chú đi làm lặt vặt rồi sinh thằng thanh hòa mà hôm qua gặp nó anh khen đẹp trai chững chạc đó bây giờ tôi mới thấy chị cười thật tươi trên cặp môi hồng hàm răng trắng đều trắng muốt gương mặt dạng ngời về kết quả chiến thắng của quãng đời lựa chọn sinh tử. Khi cháu được một tuổi, em đi vác hàng thuê ngoài móng cái. Một lần chúng nó bảo qua biên giới, đưa hàng về. Em bị bắt, đưa vào một ngôi nhà nhỏ. Rồi đêm đó chúng cho lên xe ngựa, chở đi bán cho một người đàn ông Trung Quốc đã 65 tuổi. Em không chịu làm vợ ông ta, nên bị ông ta hành hạ đánh đập thừa sống thiếu chết lúc nào trên người cũng bầm tím máu me suốt sáu tháng trời cuối cùng thằng em của lão hãm hiếp rồi mang bán cho một động quỷ ở vân nam ở đấy được hai ngày hôm bọn nó bắt em tiếp khách em đã gặp một thương nhân người việt nam nghe em kể về hoàn cảnh mình anh ấy rất cảm động anh nói anh vào đây là để giải trí nghề buôn bán như bọn anh đôi khi cũng cần có những phút giây thư giãn nhưng gặp em thì anh chả còn hứng thú gì con em nhỏ như vậy nhất định anh sẽ cứu đưa em về chăm sóc nó đêm ấy nằm bên nhau nhưng em và anh ấy đều không ngủ không có sự ham muốn xác thịt khác giới em chỉ mong trời sáng để được giải thoát theo sự che chở của anh còn anh ấy chắc đang suy nghĩ mung lung lắm có thật em là người đàn bà tốt mà bị số phận đưa đầy đến cùng đường không những lời em nói có thể tin được không nghĩ về anh ấy như vậy mà nước mắt em không cầm được em đã nói với người đàn ông ấy anh không cứu em em cũng biết ơn anh nhiều vì đã cho em được kể về những nỗi tủi hổ của đời mình mai anh về việt nam cho em gửi một bức thư cho chú em và con em vì bố mẹ em đều đã mất cả hai anh em hy sinh ở campuchia nhà chả còn ai em đừng hiểu lầm anh anh đang suy nghĩ về công việc làm ăn còn việc đưa em về nước anh đã quyết định không có gì thay đổi, sáng ra là ta về thôi. Anh có xe riêng để em cùng về. Không hiểu sao em giống đứa em gái của anh đến thế. Em gái anh cũng bằng tuổi cỡ em 21-22 tuổi, nó cũng đẹp và tầm thước như em. Đặc biệt là gương mặt và đôi mắt, thì hai đứa giống nhau như cả. Giờ em anh đang học bên Mỹ. Lúc em bước vào phòng, anh suýt nhầm em với nó đấy sáng hôm sau anh gọi người hầu phòng đưa đi gặp ông chủ nhà chứa chắc là để mua lại em lát sau anh quay lại nói em về phòng ở thu dọn đồ rồi ra xe anh chờ em nói với anh ấy là em mới bị bán vào động hai ngày nên không có đồ đạc gì nếu anh cứu mạng thì xin theo anh luôn anh bảo Thế thì lên xe, ta về thôi. Cùng đi với anh, có người lái xe đứng tuổi tính kín đáo, không nói gì suốt cả một chặng đường dài. Xe chạy đến trưa, nghỉ lại ăn cơm. Anh bảo, thử tài nội trợ, cô bông xem chọn món đi, ăn xong còn đi tiếp. Thú thật đến lúc này, em mới thật yên tâm là mình không bị bán tiếp vì anh ấy gọi bông một cách rất tình cảm và tin cậy em nghĩ chỉ có những người đứng đắn mới có cách gọi đó đã có những thời gian ở hà nội rồi nấu ăn cho thanh nên em biết gọi món khá hợp khẩu vị ăn xong anh ấy dẫn em vào chợ mua hàng quần áo và quà cáp cho gia đình và cho con trai em khá nhiều anh chọn mua cho cháu Thanh Hòa một con gấu bông và một số đồ chơi. Khi về tới Hà Nội, anh rút từ trong cặp ra một gói giấy vuông vức, đưa cho Bông rồi nói: "Đây là 15 triệu đồng, em cầm lấy để kinh doanh. Trên đường đi em đã biết rồi đấy. Vòng mây bày bán la liệt. Em hãy chở gạo, chở hàng nông sản sang bên đó mà bán, rồi mua vòng mây về bán cho người ta lắc vòng." Anh tin em sẽ sống được. Thôi, tạm biệt nhé. Tên anh là Lâm. Em chỉ biết như vậy là đủ. Em sẫy nảy không nhận quà và tiền của anh ấy. Chỉ xin anh đồ chơi của bác cho cháu. Và em định bước xuống xe. Nhưng anh đã bảo lái xe khóa cửa không cho em xuống. Còn để lái xe đưa em về quê nhưng anh dặn lái xe chỉ đưa đến ngõ là quay lại không được vào nhà chính nhờ đồng vốn này mà cách anh long dạy em kinh doanh sau đó em đã cùng với cậu em trai con ông chú sang vân nam khảo sát hàng rồi về mua hàng từ việt nam sang bán lãi lắm anh ạ à. vòng mây của bọn em sau mấy trăm chuyến bán buôn cho các đại lý đã tràn ngập cửa hàng các thành phố lớn còn vươn vào tận các thành phố phía nam đi đâu cũng thấy các bà các chị rồi trẻ em lắc vòng để giảm cân Về hè sân thượng bờ hồ mặt bãi mọi chỗ đều lắc để làm đẹp là thấy mình sống được vui lạ thường anh ạ công ty hạ long của em ra đời và phát đạt từ đó giờ cháu thanh hòa nó làm giám đốc em cũng được nhàn chút rồi bao năm tìm anh long để trả ơn mà chả có tin tức gì em mời họa sĩ vẽ một bức chân dung theo lời em kể về anh ấy bức họa đẹp và khá to dưới bức chân dung em ghi người sáng lập công ty hạ long treo trang trọng ở phòng khách của công ty năm ngoái hùng theo dõi chương trình cúp vàng đất Việt dành tặng những doanh nghiệp xuất sắc trong năm. Em nhận ra anh ấy. Đang đêm, hai mẹ con đi ngay về Hà Nội tìm gặp bằng được anh. Gặp người cứu mạng năm nào, em mừng mà khóc dưng sức. Thì ra anh ấy tên thật là Minh. Còn tên hôm chia tay anh ấy nói tên con trai của anh. Ngày đêm đó, em đã đón được vợ chồng ông thần tài này về công ty em. Anh chị ấy rất vui, phấn khởi lắm. Ông chú em khóc mãi, nói bao năm nay tôi đau đáu bắt chúng nó đi tìm, mà mãi hôm nay mới gặp được anh chị, để cho già này thay mặt bố mẹ nó cảm ơn, thật là quý hóa. Vợ anh, chị Ngọc cũng nói, lúc ở Hà Nội tôi hơi ngờ ngợ Chị có nét mặt hao hao giống thủy bình, em gái anh Tuấn Minh. Còn anh Minh thì nhìn em cười như chia sẻ. Chị Ngọc nhìn mãi bức chân dung và nhận ra người đó giống chồng mình, nhưng tên lại giống tên con trai. Hiểu ra tâm lý, em đã kể lại sự ra đời của bức chân dung. Chị rất cảm phục người họa sĩ chỉ nghe kể mà vẽ được bức chân dung rất giống người thật của anh quả là một huyền thoại chị vui lắm còn anh tuấn minh thì tỉnh khô khi nghe mọi người tán dương anh hỏi giống tôi thật à thế mà lúc mới đến tôi cứ ngỡ đó là người sáng lập công ty thật ai biết con trai mình lại được ngự trên đó kìa mọi người thấy không trên tranh là ghi tên con trai tôi đấy chứ Mọi người được trận cười thót bụng Bất chợt tôi cắt ngang lời chị Thế anh Thanh sau đó thế nào? Có biết chị sinh con không? Số anh ấy cũng lận đận lắm anh ạ à. Ông cụ một thời gian sau Bị kỷ luật rời trên trong nghỉ hưu Trước tuổi Ba năm sau Thì bà cụ suy sụp ốm rồi mất biết mình sắp chết cụ dặn lại thanh và cô hải thế nào cũng phải xuống hồng quảng để xin lỗi và đưa mẹ con em về ông cụ cũng muốn thế chị ngọc huyền không về nước sang mỹ rồi lấy chồng bên đó đưa cả con gái sang theo có thể do những cú sốc dồn dập lại mất trước mà anh thanh không chịu đựng được đầu năm nay anh ấy bị tai nạn ô tô cụt mất một chân ông cụ thì giờ tai biến nặng nằm một chỗ khó khăn lắm tháng trước em và cháu thanh hòa về thăm ông cụ không nói được nhưng khóc nhiều lắm chắc là hối hận nhất là lúc cháu hòa nhà em cho ăn và tắm rửa cho ông anh thanh nói với em giờ tôi chả có ai mọi người đều bỏ tôi mà đi bông hãy bỏ qua chuyện cũ mong hai mẹ con về ở với tôi tha thứ cho tôi em nói đứa con anh quyết bỏ đi giờ nó đây tôi đã trốn chạy và nuôi nó lớn thành người tôi có thể trả nó lại cho anh theo tình phụ tử còn tôi không dại một lần nữa đời có vay có trả vay trước trả sau xưa nay vẫn thế tôi tin rồi anh cũng sẽ sống tốt mà trả cần đến tôi trời trả cho ai tất cả bao giờ và không lấy hết của ai tất cả đâu chuyện của bông là thế đấy anh ạ à. chả ai biết trước được rồi số phận mình sẽ đi đến đâu có lúc bông đã tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết nhưng vì con mà con là bản năng sinh tồn lớn nhất của người đàn bà chính khát vọng đó và người tốt trên đời đã cứu sống bông để bông tạo lập cuộc sống như hôm nay cho mình cho con và anh chị em trong công ty hạ long nhìn lại một đoạn đời đã đi qua em nghĩ mỗi người đều có một số phận chỉ tiếc đã có một thời con người ta đã sống với mọi đam mê giả dối lại mặc thêm cái áo giả dối háo danh cuồng vọng mà bất chấp tất cả sự thật hiển nhiên bày ra trước mắt rồi hùa nhau chạy theo những giấc mơ không bao giờ có thật cũng vì nó mà họ mơ ước hão huyền, khát khao đủ thứ, khát quyền, khát tiền. Để bảo vệ nó, họ đã chối bỏ những gì trái với nó, cho dù đó là sự thật bằng xương, bằng thịt, máu mù của mình thì họ cũng quyết vứt bỏ. Chính sự giả dối đó đã theo họ xuống tận nấm mồ, ít nhất là về tinh thần. Hai chúng tôi, cùng ngồi im lặng Thực ra có gì để nói nữa đâu Một đêm dài đã qua đi Còn ngày mai phải chờ xem đã Cứ thế mỗi người theo đuổi với ý nghĩ của riêng mình Bông tạm biệt tôi Xa về để kịp cùng con trai ra sân bay Hình như đơn hàng mới đang chờ mẹ con họ. các bạn vừa nghe chuyện ngắn chị bông của tác giả bùi hoa nam sau đây là cảm nhận của biên tập viên văn nghệ cuộc đời một người đàn bà đẹp với số phận long đong cay đắng và cả những may mắn thành đạt được kể lại bằng giọng điệu giản dị dễ hiểu theo tuần tự thời gian nhân vật chị bông với những mối quan hệ khá phức tạp được tác giả gom nhặt từ những mảnh đời đâu đó dường như đã chạm đến đôi nét hiện tượng xã hội hiện đại với quan hệ đạo đức đang xuống dốc tình yêu giữa bông và thanh con ông bộ trưởng và những hệ lụy sau đó như là sự gán ghép mang tính chủ quan của tác giả về chuyện cổ tích hiện đại giữa đời thường những thăng trầm hình xin của nhân vật bông cũng vậy mang nét thấp thoáng của chuyện xã hội đương thời khi mà cơ chế thị trường đã tác động mạnh mẽ đến muôn mặt đời sống. Yêu thanh rồi bị bỏ rơi với đứa con trong bụng, bông đã vươn lên thoát khỏi khó khăn ban đầu nhưng lại bước vào bi kịch mới. bị bán sang biên giới, tội nhục đau khổ nhưng rồi bông lại gặp vị cứu tinh là một doanh nhân cứu cô ra khỏi hang động quỷ và còn tạo dựng vốn liếng buôn bán. Đầy áp chi tiết và sự việc đời thường được xây dựng với mục đích khẳng định bản tính vươn lên mạnh mẽ của người phụ nữ này. Sự chiên của bông đối với Tuấn thể hiện đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây là điểm mấu chốt tác giả muốn hướng đến. Việc bông gặp lại ân nhân được chọn làm cái kết có hậu cho câu chuyện mang dáng dấp cổ tích thời hiện đại ít nhiều để lại suy nghĩ cho người đọc về nhân tình thế thái hôm nay chương trình đọc truyện đêm nay mời các bạn nghe chuyện ngắn bình minh đang về của hạnh vân qua giọng đọc hoàng yến cô tư khóc vòng tay choàng trên người hạ rung rung theo những tiếng sụt sùi. Nước mắt của cô làm ướt một bên vai áo hạ. Hạ rụi đầu và ngực cô nũng nịu. Con sẽ thường xuyên về lại đây mà cô. Quệt ngang những dòng nước mắt nước mũi nhòe nhòe trên mặt. Cô Tư giả đò gắt gỏng. Biết bay có cha có mẹ, ta mừng quá mới khóc. chưa hỏng thèm thương nhớ gì đâu, đừng có bày đặt bỏ nhà đi lần nữa đó. Hạ ôm chặt lấy cô. Phía vách tre bên kia, chú Tư trở mình chằn chọc. Tiếng thở dài của cô Tư làm nóng vành tai hạ. Giọng cô vẫn còn ướt. Ba mẹ của con chắc đã khóc nhiều lắm. Hạ lặng im, không gian như sánh lại ba mẹ không biết sao rồi mà mình ác với ba mẹ chi vậy chắc mẹ khóc nhiều lắm gần ba tháng trước mẹ cũng ôm chặt hạ mà rưng rưng khóc trong đêm lưng hạ rát bỏng đêm hôm đó hạ già đò nằm im như say ngủ nhưng sống mũi cay xé nước mắt hạ cũng lặng thầm ướt một vạt khối mà mẹ không hay biết nên mẹ không thể ngờ rằng cô con gái bé nhỏ vừa lóe lên một quyết định táo bạo ra đi. Thực ra thì Hạ chỉ muốn lặng lặng đi về nhà ngoại, để không phải lúng túng khi chạm mặt ba, để thoát hỏi không khí nặng nề ngượng ngập mỗi khi cả nhà ngồi chung một mâm cơm, và để mẹ tự do quyết định mọi chuyện mà không phải nghĩ nhiều đến hạ, không vì hạ. Nhưng cô bé 12 tuổi ấy đã luống cuống lên nhầm một chiếc xe ngược tuyến. Lần đầu tiên cô Tư nhìn thấy hạ là lúc cô bé trốn sau túi đồ cồng cành của cô mà khóc. Lúc ấy trời nhập nhoạng tối, bến xe nhỏ chỉ còn vài người khách say xe mệt lử là sau một chặng đường dài. Cô hỏi: "Con lạc mẹ hả?" Hạ lắc đầu. Cô hỏi: "Nhà ở xã nào để cô đưa về?" Hạ cũng lắc đầu. Một chiếc xe ôm chờ tới, bác tài đưa cho cô tư chai dầu gió. Con gái chỉ say xe, non tội quá. Thôi, hai mẹ con lên xe, tôi trở về nhanh, cho cháu nó nghỉ ngơi. Trời sắp tối rồi. Mất mấy giây ngỡ ngàng với hai tử con gái, cô Tư vút tóc hạ. Ờ, ừ, mình về nhà rồi tính tiếp nha. Hạ lưỡng lựa đuôi chút, rồi quyết định theo cô. Bởi chuyến xe cuối về lại thành phố đã rời bến lâu rồi, em còn biết đi đâu nữa. Chiếc xe máy cũng hom hem như bác tài già, e e chờ túi đồ và hai mẹ con chạy vòng vèo qua mấy con đường đất gập ghềnh xa lắc. Đến nơi thì bóng tối đã trùm xuống, vây lấy những con người nhào nhĩ chú tư trong nhà nghe tiếng xe hì hịch chạy ra mang đỡ cho cô túi đồ chú ngạc nhiên đứng sững khi thấy cô về nhà không phải một mình chú tư dáng người thất đậm chắc nịch đôi lông mày rậm và vết thẹo dài bên má phải khiến cho gương mặt chú thoạt nhìn có vẻ dữ tợn nhưng không phải vậy tối hôm đầu tiên hạ đến thấy hạ sụt sùi khóc mãi chú tư can vợ thôi đừng hỏi nữa để con bé nghỉ ngơi đi mai tính nhưng hôm sau chú cương quyết đòi chờ hạ lên xã giọng chú chắc nịch dù giận dỗi hay có lầm lỗi gì thì cũng phải về còn nít con nuôi bay đặt bỏ nhà đi đâu được ba mẹ đang trông đỏ mắt kia kìa hạ khóc tức tuổi lời nói suối bất chợt vỡ hòa trên môi ba mẹ con chết rồi trước ánh nhìn sừng sốt nhưng đầy thương cảm của cô tư hạ tiếp tục kể ra một câu chuyện không thật rằng em được một người cậu cưu mang nhưng cậu đi làm ăn xa mợ ở nhà thường xuyên chỉ chết mắng mỏ em mợ còn hay đặt điều và xúi cậu đánh em mỗi dịp cậu về hạ còn kể thêm một số chi tiết mải mải theo một bài hát hay một tuần cải lương nào đó mà em đã được xem chú tư không biết điều đó nên vết thẹo bên má phải của chú giật giật liên hồi gương mặt như bị méo sang một bên nhanh nhúm kỳ dị. Cô Tư ôm tròn lấy Hạ, giàn rụa nước mắt. Hạ ở lại nhà cô chú từ hôm ấy. Gọi là nhà nhưng thực pha nó chỉ đơn sơ như một căn tròi dãy. Cô chú sống giản dị. Hàng ngày Hạ theo cô Tư để làm quen những việc nhà vườn. Đôi tay non nhuốt vụng về, có hôm hái chanh bị kiến vàng cắn đỏ tấy có hôm bào vỏ khoai mì trượt tay máu chảy ròng ròng cô tư xót ruột bắt vào nghỉ nhưng hạ nhất quyết không chịu phần vì sợ ngồi không sẽ nhớ nhà mà khóc phần vì em không biết cách nào khác hơn để đáp lại tình yêu thương của cô chú dành cho mình cô tư cũng không ép hạ vào nhà nữa Cô không kìm được cảm giác vui thích khi có một đứa trẻ suốt ngày lẽo đẽo bên cạnh, dù nhiều khi thậm chí đứa trẻ ấy lạc đi, hướng về một nơi xa xôi nào đó mà cô không thể chạm tới. Cô từ vui cũng phải, gần bốn mươi rồi mà cô vẫn chưa được hưởng hạnh phúc làm mẹ. Thời gian trôi, da mặt cô sạm đi nếp nhăn bên khóe mắt mỗi lúc một đầy thêm, còn hy vọng lại ngày một vơi dần. Cô hôm đi chợ, cô mải mê coi mấy đứa con nít xuống răng chơi u hơi, đến khi gần đứng bóng mới mang cái giỏ rỗng không về nhà. Tới thềm cửa, cô ngồi bệt xuống, khóc hô hô như con nít. Chú Tư thương vợ quá, mà không biết an ủi lời nào. Chú ra sân, hì hụi bổ củi, cho đến khi bàn tay nát nhờ, rát bỏng. Hạ chưa hiểu hết chuyện người lớn, nên Hạ nghĩ cô Tư thật hạnh phúc khi có được một người chồng yêu thương mình hết lòng, trung thủy hết lòng. Hôm thấy chú Tư giữa trưa đem thao nước ra sân phơi nắng, để xế chiều cô Tư và Hạ tắm khỏi lạnh. Hạ đã nghĩ, không biết mẹ có tìm được một niềm hạnh phúc bình dị như thế khi không có Hạ bên mình. Mẹ Hạ đẹp, thời gian dường như bỏ quên không chạm đến làn da trắng hồng và nụ cười trong veo của mẹ. Mỗi lần nhìn mẹ con Hạ rượt đuổi nhau cười vang khắp nhà, ba hay lắc đầu chiêu. Nhà mình có tới hai đứa trẻ con hôm đi xe đò từ dưới ngoại về. Có ông tóc xịt keo bóng mướt, ngồi mé bên kia cứ lom lom nhìn mẹ. Chạm phải ánh nhìn khó chịu của Hạ. Ông ngập ngừng hỏi lãng xẹt. Hai chị em đi đâu? Mà xinh quá! Mẹ chỉ cười nhẹ, nụ cười giúp gương mặt mẹ sáng hơn, trẻ thêm nhiều tuổi. Nhưng Hạ làm ông nọ tiêu nghỉu bằng cái giọng hơi sẵn mẹ con đó không phải chị vậy mà chỉ vài ngày sau đó hạ đã nghĩ cho dù là chú hoàng người yêu cũ của mẹ hay là ông tóc láng mướt kia cũng đáng yêu hơn ba bởi ít ra họ đã không làm mẹ tổn thương Cô Tư đã thôi khóc, hơi thở đều đều sát bên tai, khiến hạ thấy nhột nhạt. Những tàu lá chuối cọ nhau sao sát sau nhà. Những chai chanh chín vàng chưa kịp hái, rơi lịch bịch xuống đất mỗi khi có cơn gió mạnh ảo qua. Hương hoa bưởi hoa chanh thoang thoảng dịu dàng. Một đêm có vẻ bình thường như bao đêm hạ ở đây, nhưng lòng em lại nôn nao khó tả hạ nhấc tay cô tư ra khỏi người rồi khẽ khà ngồi dậy vặn to ngọn đèn dầu em chậm rãi soạn ít đồ cho cuộc ra đi đúng hơn là cuộc trở về và ngày mai chạm tay vào chiếc áo đỏ nhàu nhỏ trên mắc áo hạ ngập ngừng một chút rồi ra vẻ thản nhiên nhét vào túi sách hồi sáng khi cô tư suýt xoa nhìn chiếc áo đỏ treo lẫn giữa những chiếc áo sặc sỡ trong một cửa hàng hình ảnh đáng sợ ngày trước lại hiện lên khiến máu trong người hạ như đông lại biến cố gia đình bắt đầu từ cái hôm hạ cùng mẹ đón xe từ dưới ngoại về nhà sớm hơn dự kiến mà không báo trước cho cha biết mẹ nháy mắt với hạ một ngón tay đặt lên môi, nhắc hạ bước khẽ, một tay mở khóa. Môi mẹ đơm sẵn một nụ cười. Chỉ chút nữa thôi, khi ba ngỡ ngàng rồi ôm chầm lấy hai mẹ con, là nụ cười của mẹ sẽ bung xòe như đóa hoa rực rỡ. Nhưng không có đóa hoa nào nở trên môi mẹ sau đó. Mọi việc xảy ra nhanh như một cái chớp mắt hạ nghe mẹ hét lên cuống quýt che lấy mắt hạ nhưng giữa những ngón tay run lẩy bẩy của mẹ hạ vẫn kịp nhìn thấy cô gái mặc chiếc áo đỏ như màu máu chạy vội ra ngoài một khoảng ngực căng mẩy trắng non lồ lộ, lộ giữa hai chiếc nút áo gá vội vàng sẹo sọ những ngày sau đó thật u ám nụ cười trong veo không còn. Trông mẹ như một bông hoa héo rũ chờ ngày giã cánh. Hạ nghĩ, giá mẹ có thể lao vào đánh đấm ba túi bụi, hay tìm đến nhà cô gái kia túm tóc chút những đòn hờn ghen như mấy cảnh trong phim, thì có lẽ mẹ đã không già đi nhanh như thế. Nhưng mẹ chỉ im lặng, dường như mẹ không chờ đợi hay mong muốn bất kỳ lời giải thích nào từ ba căn nhà đầy ác tiếng cười biến thành một nhà ngục mà chạm vào đâu hạ cũng thấy sợ hạ sợ bước ra phòng khách bởi những hình ảnh lem nhem hôm ấy cứ chực chờ hiện lên trong đầu hạ sợ những bữa cơm nặng nề mà ở đó mẹ chỉ nhìn về phía hạ hạ thỉnh thoảng lén nhìn ba còn ba thì chăm chăm nhìn vào chén cơm trước mặt đôi đũa lúng túng vấp trên miệng chén khô khốc nhưng hạ sợ nhất là đêm tối khi những tiếng thở dài của mẹ làm không gian trong phòng như sánh lại và chấm đỏ của những điếu thuốc trên tay ba cứ lập lòe cháy mãi ngoài kia những lúc ấy ruột gan hạ cồn cào em nằm im, trong trong nhìn ánh đèn ngủ xanh lét, tự du mình bằng cách nghĩ tới những hình ảnh đẹp của ba trước kia. Ba có rất nhiều hình ảnh đẹp trong lòng hạ, như hình ảnh ba dịu dàng, sấy khô mái tóc mỏng dài của mẹ trong một ngày mưa dầm. Hình ảnh ba đeo chiếc tạp dề sặc sỡ, vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, vừa trổ tài đầu bếp, chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho hạ nhưng hễ giấc ngủ vừa đến chập chờn là hạ lại chỉ nhìn thấy chiếc áo đỏ như máu chấp chới trước mặt rồi quấn chặt đến mình em nghẹt thở ú ớ kêu cứu và giật mình choàng tỉnh những sợi tóc mai dán bết và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi hạ không biết nỗi ám ảnh đó còn theo mình đến bao lâu thì nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và cô vi giọng cô vi chua và hơi gắt nếu không tha thứ được không quên được thì thôi đi rồi cô vi hạ giọng nghe đâu ông hoàng vẫn chưa chịu lấy vợ ông còn chờ gì không biết không gian đặc quánh lại bởi sự im lặng rồi tiếng thở dài của mẹ sao sắc. Chuyện vợ chồng, chớ có phải thay áo đâu, mà muốn thôi là thôi, còn con bé Hạ nữa. Hạ nghe, cổ họng mình khô đắng. Hạ có gặp chú Hoàng đôi lần, lần gần nhất là hôm hai mẹ con đi hội chợ, tình cờ chạm mặt chú. Chú xa đầu, khen hạ càng lớn càng xinh rồi mua cho hạ một con gấu bông trắng muốt hạ không thích chú hoàng cũng như không thích bất cứ người đàn ông nào nhìn mẹ bằng ánh mắt vừa lúng túng vừa dịu dàng như thế nhưng đó là lúc trước còn lúc nghe những tiếng nấc nghẹn nghẹn của mẹ trong đêm hạ đã nghĩ mình sẽ chấp nhận bất kỳ ai miễn người ấy có thể trả lại nụ cười cho mẹ. Sáng hôm sau, khi vừa từ chợ về, mẹ hốt hoảng vì hạ đã không còn ở nhà, chỉ còn nét chữ nghiêng nghiêng vội vã trên một tờ giấy học trò. Ba mẹ ơi, con về dưới ngoại. Ui chao, cái áo thật vừa, cháu gái của chị xinh thiệt đó tiếng suýt xa của chị bán hàng và gương mặt sáng bừng đầy hãnh diện của cô tư kéo hạ ra khỏi vùng ký ức bùng nhùng màu đỏ nổi bật đã tôn lên làn da trắng hồng của hạ dường như cái nắng gắt gay của vùng quê khó nghèo cũng không chạm tới nước da mà hạ được thừa hưởng từ mẹ cổ áo đổ nghiêng trễ xuống làm lộ ra một nốt ruồi son duyên dáng nơi vùng da ngực mịn màng. Mặc luôn áo mới, đi đám dỗ với cô ha. Cô Tư nhét gọn chiếc áo cũ và bọc xốp, hồ hởi kéo tay Hạ. Ngập ngừng vài bước, Hạ nhăn nhó, kêu đau đầu xin về trước. Hạ chỉ muốn đi thật nhanh, thoát khỏi màu đỏ ám ảnh từ cái áo mới trên người. Nhưng trễ mất rồi. Chú Tư sững người long lom nhìn hạ. Cái nhìn chằm chặt, dán vào vùng da mịn màng dưới cổ, khiến cho hạ nhột nhạt, luống cuống, đánh rơi mớ sau cổ vừa mua xuống nền đất ẩm. Em cập dập cúi người xuống nhặt, cổ áo càng trễ sâu hơn, để lộ khuôn mực mới nhú trắng hồng. Chú Tư ôm ghì lấy hạ, hơi thở gấp gáp và làn môi khô bỏng miết chặt vào cổ, vào ngực, khiến em như nghẹt thở. Trong cơn hoảng hốt tột cùng, hạ hét lên, mẹ ơi, cứu con! Như có một luồng điện chạy qua, cánh tay cứng như thép đang siết chặt lấy hạ, bỗng giã rời, thõng thượt. Vết thẹo bên má giật giật liên hồi, khiến gương mặt đen đúa của chú Tư méo mó biến dạng tiếng hét mỏng, giòn, thoát ra từ cổ họng khô khốc của hạ. Không vang được đến nhà hàng xóm, cách đó hai mẫu dãy với một con suối. Nhưng nó lại dội mạnh vào vùng ký ức xám xịt, u ám của chữ tư. Nơi đó có một đứa trẻ, thường xuyên chân mình chịu đựng những trận đòn soi oan uổng của cha, vì những lời buộc tội vô cớ từ mẹ kế cho đến một ngày trong cơn say khật khừng người cha nổi cơn thịnh nộ quăng luôn con dao vớ được về phía con trai khi nghe vợ mách thằng nhỏ hư đốn hôm nay còn dám nhìn trộm tôi tắm đó đứa trẻ bưng mặt thét lên má ơi cứu con nhưng con dao đã để lại một vết thương không bao giờ liền sẹo trong lòng đứa trẻ Chú Tư chạy học tóc ra vườn, cuốc đất như điên dại, mồ hôi tuôn như tắm. Lưỡi cuốc vập vào ngón chân cái, máu túa ra đầm đìa, thẫm cả khoảng đất bên dưới. Hạ sụp xuống. Tại sao hình ảnh đẹp của những người thân yêu lại có thể dễ dàng sụp đổ đến vậy? Người lớn dễ dàng phạm lỗi thế sao? Không khí ở đây sẽ như thế nào? nếu cô Tư trở về ngay lúc ấy. Dù gào thét hay lặng im, dù ẩm ý chia tay hay lặng lẽ đi tiếp con đường hôn nhân dài rằng dặc, thì hạnh phúc và lòng tin yêu cũng ít nhiều tan theo những tiếng thở dài, những giọt nước mắt, những ám ảnh khó phai mờ. Hạ sợ lắm. Không, nhất định cô Tư không được biết gì cả, mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chú Tư sẽ vẫn là người chồng tốt và hết lòng yêu thương vợ. Hạ tin như thế. Những chuyện vừa xảy ra cũng sẽ phai nhanh trong tâm trí Hạ, như việc giấc mơ ngủ của Hạ từ bao giờ đã không còn bị những giấc mơ màu máu, dày vò, xiết nghẹt thời gian qua để xoa dịu nỗi nhớ nhà khủng khiếp để gắng tin rằng mình đã không quá nhẫn tâm khi rời nơi ấy hạ chăm chăm hướng suy nghĩ của mình về những ngày u ám nặng nề nhưng những ám ảnh xưa mỗi ngày một phai dần lạc dần cho đến khi những hình ảnh lung linh ấm áp của những tháng năm gia đình sống bình yên hạnh phúc lấp đầy tâm trí hạ hạ cứ ngồi bệt dưới đất như thế thiệt lâu khi chống tay đứng lên thì mắt em đã ráo khô và lòng đã phẳng hạ vào trong thay đồ nhặt mớ sau củ đem vô bếp và bắt đầu nhóm lửa những lọn khói rùng rằng bốc lên bảng làng trong gian bếp ấm áp bình yên khi cô tư tử đám dỗ trở về cô suýt ngất đi khi nghe Hạ thổ thỉ kể về gia đình mình trên thành phố bằng cái giọng hơi run nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng cương quyết. Tối, cô ôm gối sang ngủ với Hạ. Cô biết đêm nay sẽ là đêm cuối Hạ ở đây. Tiếng gà gáy lẻ loi cất lên từ vườn sau, làm sao sát không gian tĩnh mịch ánh đèn trao đi bởi một ngọn gió vừa luồn qua khe cửa. Cô Tư ngồi dậy, xếp mồng mền vuông phức, giọng không có vẻ gì ngái ngủ. Con thức suốt đêm sao? Dạ, con thức chuẩn bị đồ, con tính bắt chuyến xe đầu. Ừ, cô cháu mình đi sớm cho mát. Con đi một mình cũng được mà cô, con thuộc lòng địa chỉ nhà mà. Không được, đi lạc một lần còn chưa sợ sao? Giọng cô Tư gọn ghẽ cương quyết. Cô vừa vấn lại mái tóc loan xoan sơ cứng, vừa nhanh nhẹn xuống bếp nấu cơm. Chú Tư cũng trở dậy, ra giếng kéo nước đổ đầy hai chiếc lu sành. Mớ củi khô bén lửa nổ lách tách trong bếp. Cô Tư dùng nước ấm pha muối loãng rửa lại vết thương trên ngón chân cái của chồng, cằn nhằn mà giọng nghe nhẹ bỗng. Già rồi, còn không chịu cẩn thận gì hết, thiệt là. Mà ông tính chồng thêm gì mà quốc đất giữ vậy? Chú Tư lặng im, trong trong nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, lát sau ngập ngừng. Ờ, ừ, tôi sẽ không làm gì khiến mình buồn nữa đâu cô tư không để ý đến câu trả lời chốt cốt ấy cô nhìn xa xăm thở dài con bé đi thì nhà cửa sẽ vắng lắm đây hạ ra sân sau rửa mặt lắng nghe câu chuyện rời rạc trong gian bếp mờ mờ khói mùi cá kho mùi cơm thơm lựng bốc lên cả nhà êm đềm khiến cho lòng hạ bùng lên ước muốn mãnh liệt Hạ muốn ngay bây giờ được nhìn thấy ba mẹ ngồi trò chuyện cùng nhau hoặc chỉ dịu dàng lặng im bên nhau trong một không gian ấm áp và bình yên như thế này. Hạ muốn ngồi vào lòng ba, muốn nghe tiếng cười trong chèo của mẹ. Đêm tan ra theo những tiếng cục cục chim chiếp của đàn gà đi kiếm ăn sớm. Màu đỏ bừng lên phía chân trời xa